Chào các bạn, mà chúng ta đi đến tiệm Menchie's, tiệm mà kem tự chọn ở bên Mỹ các bạn. Trong đây nó đầy đủ loại kem mà chúng ta chọn. Nó chỉ là yogurt đông lạnh thôi chứ nó không phải là kem thật, cho nên nó không có nhiều chất béo như là kem thường. Đó, frozen yogurt đó các bạn. Đó, frozen yogurt là yogurt đông đá đó. Nhưng mà nó y chang như kem vậy, không khác gì kem cả. Chúng ta sẽ vào ăn thử nha các bạn. Chúng ta sẽ thử cái egg batter. Cái này là cái vị gì đó? Cookie, này. Oreo cookie. Oreo cookie hả? Thấy cái này. Cái này à, phải không? Kéo xuống. Kéo. Rồi. Thử một chút thôi. Thử một chút thôi, mỗi thứ mỗi vị thử một tí thôi. Ôi dồi, nhiều quá rồi. Ra nhiều quá. Vị nào mình thích thì mình mới mua. Vị nào mình thích thì mình mua. Vị này ngon. Ủa, không thấy gì hết vậy? Này hết rồi. Vị này hết sạch rồi. Không làm kem hết sạch kem mà. Chờ lâu mới được chút kem. Cũng gọi là cake batter. Cake batter là nó làm như là bột làm bánh cake. Bột làm bánh cake. Không thích cái, không thích cái này lắm. Thử cái banana ha. Này là vị banana này. Vị banana. Là banana chuối, còn bên đây là mudslide pie. Đây cái này banana, mùi banana. Để luôn mẹ ăn. Hello, fish banana. Okay. Cái mudslide này vẻ là cái nho, cái nho nha. Nho xem sao. Nhiều quá. Màu sạch thì ngon không? Chua hả? Uống nho. Uống nho hả? Đây là pineapple. Để thử cái pineapple này nha. Mẹ cho con. Pineapple này là dứa ăn thơm. Thơm. Dứa ăn thơm. Quá. Ăn nhiều quá mẹ. Uống cơm ấp. Rất thơm. Có thể bỏ chung với nhau thế nào. Lấm vào cái chân giữa này á, là nó sẽ bỏ quện hai cái này vào với nhau. Đây là orange vanilla. Cái này là vanilla với lại orange. Thử cái này xem sao. Thơm ngon. Ngon lắm à. Giờ mình thử cái strawberry nha. Strawberry không đường nha. Giờ thử cái strawberry. Strawberry không đường chắc là nó không ngọt lịm đâu. Kem strawberry của nó rất là ngon. Dâu tây, kem dâu tây. Cái này là kem sea salt, caramel, caramel white caramel, caramel, gingerbread, spice, gingerbread cookie.
apple. Cái apple này ngon không? Ngon lắm. Cái viên apple ấy. Đậu xanh à? Ô, gì ngon quá này. Ăn không? Rồi. Hơi chua. Tart. Tart thử. Thử tart này. Nhiều quá. Tao thích thoát cho lắm. Cái này thì nó giống y chang dâu luôn à. Y chang dâu luôn. Còn cái này, milk chocolate này. Milk chocolate thì nó lấy nhiều này. Dạ, bao nhiêu nha. Vanilla snow. Hai cái này nó nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất hả? Có thể ăn này. Vanilla. Thử cái vanilla snow nhá. Ừ. Vanilla rất ngon. Với cái vanilla mình bỏ gì đó rất ngon. Ok. Vậy là nó có 14 vị tất cả rồi. 14 vị mùi vị khác nhau tất cả. Trong trong này em thích cái gì nhất? Nè mẹ bấm cái này nó sẽ lấy hai cái đôi nè. Ok. Rồi mình lấy cái bạn lấy cái lớn đi. Giờ này cái gì bây giờ? Thích cái mùi gì? Golden Oreo. Thôi con lấy vanilla đi. Vanilla. Cái vanilla để cho muốn bỏ gì. Cũng ngon nhưng mà mình vanilla mình bỏ gì vào được mấy. Thứ mà mình có thể bỏ vào này. Coconut dừa, butterfinger, kẹo bánh quá trời. Đây mình luôn có này, granola này, Oreo này, Kit Kat này. Rồi cái này là Sour Patch Kids. Rồi cho cái nấc này vào ngon. Nấc này rất ngon. Cho nấc này không? Cái đó là chocolate này. Vậy hả? Vậy. Trời ơi, không biết là từng nấc. Nấc ở đây. Đây này, nấc ở trên này nè. Nấc này nè. Almond, almond nè. Đó, bỏ cái đó là ngon. Ờ, cái này mới ngon này. Đây. Đây nè, thấy không? Chết. Cho đi cho cái chocolate vào. Rồi, con cho không? Ờ, cho chứ. Cho em bỏ vào đây. Ăn nhiều vào cho con. Ăn nhiều. Rồi. Hỏi thêm gì nữa không? Rồi con từ từ con lấy thêm kem nữa nha. Thôi lấy trái cây đi. Bắt chơi đồ nè. Nè muốn bỏ gì? Đồ strawberry. Strawberry ha. Nè bỏ kiwi nè. Strawberry, kiwi gì có hết. Cho nhiều trái cây vào thì ăn nó không ngán. Sau khi mà chúng ta bỏ những cái loại hạt và những cái loại trái cây vào trong cái hộp này rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu mang ra cái bàn để họ cân. Thì họ cân được bao nhiêu thì họ tính tiền bấy nhiêu.
Chẳng hạn như là mình lấy nhiều kem thì nó nặng thì nó nhiều tiền, nếu mà mình lấy ít kem thì ít tiền, hoặc là những cái đồ mà mình bỏ vào trong á, mình lấy nhiều thì trả nhiều tiền vậy thôi. Thì những cái đồ mà hồi nãy tụi tôi chiếu cho các bạn coi đó, có rất là nhiều loại hạt. Đậu phộng cũng có này, almond cũng có này, rồi chocolate cứng cũng có. Tất cả những cái loại hạt đó họ để nguyên hoặc là họ họ xay cho nó nhỏ nhỏ ra đó. Mình có thể bỏ vào ăn chung với kem thì rất là ngon. Đây Còn là có almond này. có almond đó, almond rồi đậu phộng. Nó có đậu phộng ở đâu, bỏ đậu phộng của con đâu. Chỉ có almond thôi. Almond là hạt nhân. Hạnh nhân đó. Rồi cái này là mâm xôi đen, blackberries. Mâm xôi đen đó, cái Rồi blackberry hay dâu cranberry chứ. tây. Dâu tây cũng có này, rồi trái À đúng rồi, kiwi. cái này cranberry hả? Cranberry. Cranberry đó. Dâu Cranberry. tây là trái strawberry này. Rồi dâu tây có ở đằng sau gì ha? Dâu tây chocolate, dâu tây Dâu mận á. tây chocolate thì họ để nguyên một cái trái xong rồi họ nhúng Nhúng vào à? trong chocolate nước á, rồi để cho nó khô rồi mình có thể lấy mình bỏ vô. Còn ai không muốn ăn dâu tây chocolate đó thì họ cắt ra, cắt cái trái chocolate ra thành những cái mảnh nhỏ rồi mình bỏ vào. Công nhận cái kem da ua này ăn với cái cranberry đen này ngon quá. Ăn nó Với hạp lắm, ngon lắm. cái kiwi này nữa, Ngoài kiwi ngoài chua. kiwi này, À, strawberry kiwi chua chua. rồi thì mình còn có trái pineapple, tức là trái dứa đó, trái thơm đó. Pineapple. Trái thơm, nhiều loại trái cây lắm, đủ mọi loại á. Ở trong cái nguyên cái bàn đó, nó có tới mười mấy khay á, mình muốn bỏ gì bỏ. Rồi họ còn làm những cái hạt trân châu màu xanh rồi màu nâu màu đen đó. Mình muốn bỏ gì Nhưng mà mà bây giờ nó chỉ có màu xanh này thôi. bỏ. Rất là nhiều loại, đủ thứ hết, đủ mọi loại hạt mà trái cây. Rồi mình ra vô mình ngồi mình thưởng thức mình ăn thôi. Cái tiệm kem này đó họ thích vào, người ta thích vào lắm là bởi vì nó không có bán theo một cái hộp nhất định, là chẳng hạn như mình vô mình muốn mua ăn cái kem gì thì mình chọn kem đó. Mình thử kem đó. Mình thử 14 loại của nó, nếu mình thích cái loại nào thì mua loại đó, hoặc là nếu mình thích nhiều loại thì mình có thể trộn chung vào mình ăn. Còn không có như những cái tiệm kem khác, chẳng hạn như là vào những cái tiệm bán kem khác thì nó chỉ có loại một loại kem thôi, hay là nó bán cái kem gì mình phải mua kem đó, mà nó bán là nó bỏ sẵn đồ vào trong là mình cứ việc mang về mình ăn thôi chứ mình không được chọn. Và đây là gọi là kem tự chọn, có nghĩa là mình tự chọn lấy các loại kem, tự chọn lấy các cái đồ gia vị bỏ vào trong kem. Gia vị toàn đồ gia trái cây Dạ, rồi gia vị thì toàn là trái cây với các loại hạt loại nấc, nhiều cho kẹo nên nữa, có kẹo có kẹo nó đủ mọi thứ, có cả cái gì giống như con sâu ấy nhỉ, mình gọi là vitamin C đó, à, cái hình là dạng gummy nhờ gummy đó, có đủ mọi loại hết, nhiều quá đi. trân châu Thế xanh có hai cái bàn mà mỗi một bàn nó để tới mười mấy cái kệ tha hồ mà các loại mình muốn chọn mình bỏ vào. Mình muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều, muốn ăn ít thì bỏ ít. Nhiều có nhiều người á, họ nhìn thấy họ ham họ lấy kem quá trời luôn, bỏ cả cả nửa cái ly kem vào, sau đó thì bỏ các cái đồ vào, đến khi mà họ ăn á thì họ ăn không nổi nữa, tại vì nhiều quá họ ăn không hết. Kem này mà nếu mình ăn lâu lâu một chút xíu á, không hết á là nó chảy nước ra, cho nên là mình phải lấy ít kem, nhưng mà trái cây ngon quá. mình bỏ nhiều cái trái cây vào và bỏ nhiều loại đất vào, mình ăn cho nhanh vào thì nó mới ngon, chứ nếu để lâu là nó sẽ chảy nước ra đấy. Chocolate thì quá ngon. Ngon không? Con ăn thử cái strawberry chocolate này ngon lắm hả? Nó còn tươi nguyên mà phải không? Chocolate à, nó có cái vị ngọt ngọt Đấy, chua. kem đủ màu sắc hết, ngon lắm. Mà kem này nó bán cũng không có mắc đâu các bạn. Hai ly kem như vậy chứ mà chưa tới 7 đồng. Nếu như mình lấy đầy áp hai cái ly này cũng thì chỉ khoảng chừng từ 12 đồng cho đến 15 đồng là cao tay à. 15 đồng cho 2 ly, hoặc là nếu mình lấy vừa vừa không lấy đầy lên chừng 11 12 đồng thôi. Hôm nay tụi tôi ăn nhiều quá, no quá rồi, cho nên chỉ muốn vào đây ăn nếm thử để quay cho các bạn coi thôi á. Cho nên tụi tôi không có lấy nhiều kem. Lấy trái cây với các hạt ăn thôi. Hai ly kem mà tụi tôi lấy như vậy là chỉ khoảng 7 đồng thôi các bạn. Thủ Đức nó Việt Nam Thủ Đức nó có cái kem này mà đắt lắm. Vậy hả? Đắt lắm. À, Đắt hơn bên Mỹ này nữa. bây giờ cũng có luôn hả? Bây giờ vẫn còn nó đắt, cũng nó đắt hơn cũng bên Mỹ này luôn mà. mà nó cũng có đủ các loại kem như vậy hay là sao? Cũng có đủ loại kem nhưng mà nó ít ít hơn mà không có nhiều loại như là bên Mỹ mà nó lại đánh đắt hơn bên Mỹ. Ồ vậy hả? Cho nên đâu có ai vào đâu. Không ai vào hả? Ai vào Việt Nam Chắc mình bán đâu có mắc đủ quá tiền hả? mua. Hồi về Việt Nam mấy năm về trước con có vô ăn hả? À, Mà nó có những cái loại trái cây với các loại hạt loại nấc bỏ không vào không rồi. nhiều không nhiều bằng cái chỗ này, nó có ít lắm, nó có vài loại nhỏ ít ít lắm. Vậy hả? Nói chung là nó không bằng nửa cái chỗ này. Ồ.
mà cả loại kem cũng không có nhiều là bằng bằng đây. Cho nên chỗ này là rẻ, bên Mỹ mà rẻ hơn Việt Nam, ngon hơn chỗ đó. Với chỗ kem mà kem ở bên Mỹ này nó làm chất lượng, nó làm ăn bùi béo ngon đó. Còn kem Việt Nam mà. Rồi mình về mà ăn cái này thì không có sợ bị độc này, tại vì nó làm bằng dâu chứ nó không phải là kem mà làm bằng chất béo. Cho nên ăn rất là ngon. Mẹ sắp xong luôn rồi. Vừa ăn ngon mà vừa không có đắt tiền, mắc, không có mắc, cho nên rất là nhiều người đến đây ăn. Rất là học sinh nó học xong tại đây, gần đây nó có cái trường high school. Ăn xong rồi nó đi bộ ra đây nó ăn nè. Đó. Ra đây ăn thoải mái luôn. Với lại những cái người mà người ta đi làm, người ta ăn buổi trưa đó, thì sang cái tiệm Five Guy ở bên cạnh nhá. Họ ăn french fry hoặc là họ ăn hamburger hay là ăn những cái loại bánh mì kẹp ở bên đó, nó xong rồi đó họ khát nước á, hay là họ ghé qua đây họ ăn. Pizza nữa, họ có ăn pizza nữa. Ăn pizza hoặc là ăn những cái loại mặn, thức ăn mặn á, ăn xong khát nước là họ ghé qua Menchi này ăn cái kem này. Nên cái tiệm kem lúc nào cũng đông lắm, có lâu cái hôm 9-10 giờ đêm mà nó vẫn còn đông nghẹt luôn. Xong rồi ha. Vậy thôi nha các bạn, giới thiệu với các bạn cái tiệm kem tự chọn rất là ngon này. Nên các bạn. Các bạn, dạ bye bye nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.